Tôi thấy tiếng đàn U3A bao giờ cũng rất dễ nghe, và cái tiếng đàn U3A nó bao giờ nó cũng vang tròn và âm thanh nó rất là sáng. Có thể nói rằng là nó là một trong những cái thương hiệu uy tín, và nó tạo nên được cái cảm giác có một cái độ bền rất là cao cho tất cả những người sử dụng. Tôi tin rằng các bạn sẽ yêu thích cái đàn này. Bây giờ tôi sẽ thử 88 phím của cái đàn cho các bạn xem. Rất là hợp lý, ổn định và có thể nói là hoàn hảo về yếu tố kỹ thuật của 88 phím. Cảm ơn các bạn.